cho lòng thêm vấn vương. Các bạn thân mến, thời học sinh thật vui mê. Đến khi nhớ lại thì ai cũng muốn quay về. Và chị là Minh Nhiên, trưởng ban tổ chức của chương trình này, rất vui khi được gặp các bạn. Vậy là chúng mình đã cùng với nhau đi qua một chặng đường. Các bạn đến đây có mệt không ạ? Có mệt không? Ăn to to lên một chút nhá. Các bạn có mệt không? Vừa rồi thì trải qua từng chặng của chương trình ngày hôm nay rồi thì có cảm thấy cảm xúc không ạ? Nói to lên một chút nhá. Ok. Có lẽ là lời đầu tiên muốn gửi tới các bạn ngày hôm nay có lẽ chính là lời cảm ơn. Cảm ơn các em vì ngày hôm nay đã có mặt ở đây cùng với chị. Và cảm ơn các em vì đã sẵn sàng mặc dù là hôm nay ngoài trời cũng rất là lạnh. Và các bạn thì cũng đã phải trải qua một quãng đường rất là xa mới có thể đến được đây. Nhưng mà các bạn vẫn ở đây và đang tập trung cao độ để chúng ta có những cái phần chia sẻ thật là thú vị với nhau. Các bạn ở đây tất cả đều biết chị đúng không? Vì chị mà đến đúng không? Rất là cảm ơn các bạn về điều này. Ngày hôm nay quay trở lại cùng với các bạn chắc là chị sẽ không giảng văn như mọi khi nữa đâu. Bởi vì các bạn cũng chán nghe chị giảng văn nhiều quá rồi. Hôm nay đến đây trò chuyện cùng với các bạn, chia sẻ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau nói về hai câu chuyện nho nhỏ nhé. Câu chuyện đầu tiên, ở đây tất cả các bạn, những ai mà mong ước là kỳ thi sắp tới mình sẽ đỗ đại học, nào sẵn sàng giơ tay thật mạnh mẽ nhé, có một học sinh quá tuổi nhưng vẫn muốn thi đại học, không sao đúng không ạ? Đấy là ước mơ của mọi người mà. Câu chuyện đầu tiên mà muốn chia sẻ cùng các bạn ngày hôm nay đó chính là chúng mình có nên học đại học hay không? Em có bao giờ nghĩ đến một con đường khác thay vì việc là chúng mình sẽ không học đại học không? À, con đường gì nhỉ? Vừa rồi thấy một bạn gật đầu rất quả quyết về việc là có. Sao chị biết là em đã từng nghĩ đến con đường nào khác ngoài việc học đại học? Một là sẽ đi học tiếng, hai là sẽ tìm một công việc gì đó. Cũng đã có rất là nhiều thời điểm mà bản thân của các bạn cảm thấy cực kỳ mông lung về việc là mình có nên học đại học hay không nhỉ? Hay là mình quyết định đi học tiếng rồi đi du học vừa học vừa làm, sau này về vừa có tiếng này, sau này về vừa có một cái gọi là khoản vốn để có thể tự kinh doanh hay tự làm cái gì đấy. Hôm nay đứng ở đây, chị chỉ nói quan điểm của chị thôi nhá. Nên chị mong là các bạn sẽ có thể ghi nhận điều này. Đó là chị sẽ khẳng định với các em một điều chắc chắn rằng đại học không phải là con đường duy nhất, nhưng đại học là con đường ngắn nhất và an toàn nhất. Các bạn luôn luôn bày tỏ rằng là em thấy ở trên TV ấy, nói về rất là nhiều những tỷ họ thì sau đó thì họ không tiếp tục học nữa. Nhưng sau này họ vẫn trở thành tỷ phú khi mà tuổi còn rất trẻ đấy thôi. Tại sao cứ bắt bọn em phải học? Nhưng mà các em trước khi mà tìm hiểu về điều này thì các em phải thấy rằng là những người thành đạt và nổi tiếng trở thành tỷ phú ở thời điểm hiện tại như là chúng ta có ông chủ của Facebook là ai nhỉ? Rồi, Mark Zuckerberg đúng không ạ? Chúng ta có một người mà cũng rất là nổi tiếng và đã từng bỏ học nhưng mà lại trở thành tỷ phú là Bill Gates. Các bạn tại sao kiến thức học trên lớp thì kém thế mà kiến thức ngoài xã hội giỏi thế nhỉ? Rồi, chúng ta có thể thấy là những người đó các bạn luôn luôn đưa ra làm lý do để khẳng định một điều rằng cứ gì là em phải học đại học để em thành công. Nhưng mà trước khi chúng ta nghĩ đến việc là tỷ phú đã có trong tay rất nhiều tiền và sự nghiệp của mình thì chúng ta cũng cần phải hiểu rằng là những tỷ phú đó đã từng đỗ vào những ngôi trường mà nổi tiếng, mà với một cái nền giáo dục hiện đại nhất trên thế giới, trường Harvard, với một cái thành tích học tập cực kỳ là đáng nể. Thế nên trước khi nghĩ tới ý định từ bỏ con đường đại học để có thể làm một cái gì đấy để trở thành tỷ phú thì các bạn hãy vào được đại học học cái đã nhá. Được không? Nhá. Chị biết là ở đây thì có rất là nhiều bạn còn ngốc lúc. Bản thân chị cũng ra trường được 2 năm rồi và đến thời điểm hiện tại chưa bao giờ hối hận về việc là mình đi học đại học cả. Thực sự là như vậy. Nên đại học các bạn có được nhiều thứ lắm.
đó là cả một cái khoảng trời rộng mở để các bạn có thể học tập, các bạn có thể vui chơi, các bạn có thể mở rộng những mối quan hệ, và quan trọng nhất là tìm ra những cơ hội cho chính bản thân mình. Ai mà chẳng có ước mơ, và ai cũng mong muốn là mình có thể nhanh nhanh chóng chóng thực hiện ước mơ đó. Thế nên ngày hôm nay hơn 50 bạn có mặt ở trong tour cảm hứng này, chị mong rằng là chúng mình sẽ vững lòng hơn về quyết định của bản thân. Chúng mình sẽ vững lòng hơn vì những gì mà chúng ta đã lựa chọn, đúng không ạ? Hãy tin là nhất định chúng ta sẽ đỡ đây học, và nhất định là chúng ta sẽ gặp nhau ở Hà Nội, đúng không ạ? Được không ạ? Các bạn có tin không? Có tin là mình sẽ đỡ đây học không? Có tin không? Có tin không? Chị cũng tin, chắc chắn là các em sẽ đỗ đại học. Đó là câu chuyện đầu tiên. Vậy thì hãy yên tâm ở trong lòng là chúng mình nhất định đỗ đại học, và chắc chắn sẽ đỗ đại học nhá, được không nào? Còn câu chuyện thứ hai mà ngày hôm nay muốn chia sẻ cùng với các bạn, đó là học văn. Lại quay trở về vấn đề chính nhỉ? Ồ, có một cái vật thể gì vừa rơi xuống đây sao? Nhưng mà đừng lo lắng, không có thể gì hết, đúng không ạ? Quay trở lại tập trung vào chị nhá, đúng không? Quay trở lại tập trung vào chị. Chúng ta có một cái câu chuyện mà chị rất là hay hỏi, đó là về việc học văn. Ở đây thì có ai thích học văn không ạ? Giơ tay cho chị xem. Rất là nhiều. Thật ra là chị cũng không khẳng định chắc chắn được 100% là em có thích học văn thật hay không. Nhưng mà thôi, cứ cảm thấy ở trong lòng vui sướng là vì có nhiều bạn đang thích học văn đi nhá, đúng không ạ? Nhiều thì nói với chị về việc là em cảm thấy môn văn là một trong những cái môn học cực kỳ là nhàm chán, và thực sự là em không muốn học môn học này một chút nào cả. Việc học ở trên lớp đã khiến em buồn ngủ rồi, và đi học thêm thì lại càng khiến cho bản thân em buồn ngủ hơn. Nhưng mà ngày hôm nay chị sẽ chỉ nói về ba cái lý do chính để chúng ta có thể thêm một lần nữa này đã vững lòng về việc là chắc chắn mình sẽ thi đại học rồi, nhưng còn vững lòng hơn về việc là nếu như tôi đã lựa chọn môn văn rồi thì đó là một lựa chọn hoàn toàn, đúng không ạ? Chị cũng đang với học văn, không học văn mà chị lại bản thân chị là chủ quan nói về điều đó, và bằng những trải nghiệm của mình chị có thể khẳng định với các bạn điều đó. Nếu như có học văn, nếu như các bạn học tốt môn văn, các bạn sẽ có ba thứ sau, chỉ là ba thứ trong rất nhiều thứ mà chúng ta có được thôi nhá. Điều đầu tiên các bạn là gì? Học văn thì chúng mình có được cái gì? Cái gì ạ? Nào chị sẽ đưa tiếp cho một bạn nào đấy nhá, nào mời em. Hai lý do nhé, các bạn khác thì sao? Ngày hôm nay thì có một bạn đến từ rất là xa, và cũng đến từ rất là sớm. Bạn ấy đến từ tận Thanh Hóa, và bạn ấy tối ngày hôm qua thì đã áp xe lên đây chỉ để dự tôi cảm hứng học văn của chị Hiên thôi. Thực sự là chị cảm thấy rất là xúc động về điều này, và chị rất là muốn hỏi em một điều là em cảm thấy là nếu như mà mình học tốt môn văn thì mình sẽ có được những điều gì? Và chị tin là nếu như mà chị nói xong rồi thì ngày hôm nay ngay tối đây về kiểu gì cũng chắc cho sang học văn chị Hiên để bấm nút thích, chắc chắn là như vậy. Lý do đầu tiên nhá, học văn sẽ giúp chúng mình đỗ đại học, em có tin không? Đúng không? Bây giờ mà các bạn thử tầm được 9 điểm đi, cộng thêm với các môn khác thì coi như là cái điểm cho các môn khác luôn, đúng không ạ? Học văn sẽ đỗ đại học đó. Lý do thứ hai là gì? Lý do thứ hai, học văn sẽ giúp cho chúng ta có được rất nhiều những lợi thế để sau này thành công trong cuộc sống. Chị vẫn còn nhớ hồi năm nhất, chị là một sinh viên bắt đầu lên đại học và bắt đầu đi tìm công việc đầu tiên cho mình. Đó cũng là lúc mà bản thân chị nhận thức ra được một điều rằng là nếu như mà các em giao tiếp tốt và khả năng giọng nói của các em trình bày được một vấn đề tốt thì sẽ rất dễ dàng để thuyết phục người khác.
Ngay cả sau này em có muốn làm giám đốc, có muốn làm chủ tịch thì một trong những cái điều rất là quan trọng mà các bạn cần phải chú ý đến đó chính là khả năng giao tiếp và khả năng ứng biến linh hoạt trong mọi trường hợp. Và cũng thêm một điều nữa, nếu như mà học ăn nhiều thì các bạn sẽ thấy nếu như chúng ta có thể thực sự hiểu được rằng tăng trưởng vốn dĩ là bắt đầu từ cuộc đời và mọi thứ đều xuất phát từ cuộc đời và hướng về con người, thì có một điều chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận được, đó chính là học văn sẽ giúp chúng mình rất hạnh phúc. Nhà thơ Lưu Quang Vũ thì từng viết một câu thơ như thế này: ba ba ý nghĩa có nghĩa là gì ạ? Bầu trời này thì rất rộng và hạnh phúc thì không dành cho một riêng ai. Thế nên là giống như bản thân của chị, khi mà nhiều người thì cứ nghĩ rằng là người học văn thì rất là mơ mộng, nhưng mà chúng ta chỉ mơ mộng từng thời điểm, chứ người học văn bây giờ thì rất là thực tế nhá. Người học văn bây giờ rất thực tế, họ không phải mơ mộng là cứ suốt ngày văn thơ đai đáng hay là sống trên mây với những cái cảm xúc của mình không. Người học văn bây giờ không như vậy, và cứ từng nghĩ về người học văn như vậy. Họ chỉ cảm thấy rằng là trước mỗi câu chuyện xảy ra trong cuộc sống, cách cư xử như vậy, cách ứng xử như vậy, cách nói năng như vậy đã hợp lý hay chưa, và cảm xúc trong lúc đấy đã hợp lý hay chưa. Thế nên là từ khi mà làm việc với các bạn, từ một người hơi nóng tính một chút xíu, chị bây giờ đã gọi là kiên nhẫn hơn với các em rất là nhiều, thực sự là kiên nhẫn hơn rất nhiều. Thế chị hy vọng rằng là các bạn sẽ yêu môn văn hơn, chắc chỉ học văn hơn, để chúng mình sẽ ngày càng hạnh phúc hơn các bạn nhé. Lại thêm một lần nữa nhắc về một trong những phần thơ rất là nổi tiếng của nhà thơ Lưu Quang Vũ như thế này, rất thường đọc: anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa, xoa nhòa hết những điều em hứa, bây đêm tới trời chẳng còn xanh nữa, nắng không trong như nắng buổi ban đầu. Còn chị thì chị sợ là các bạn sẽ sợ cả ghét môn văn, rồi quên đi tất cả những kiến thức, và chúng ta nghĩ rằng nó chỉ là những kiến thức rất là bình thường và không đáng học. Hy vọng rằng các bạn sẽ trân trọng ngày hôm nay, trân trọng những khoảnh khắc mà mình đang có, và trân trọng tất cả những điều mà chúng ta đang được đón nhận từ cô giáo nhà học chị Hiên. Cảm ơn các em rất nhiều vì ngày hôm nay đã có mặt, và chúc cho tất cả các bạn chắc chắn rồi sẽ đỗ đại học, sẽ thật hạnh phúc. Và đừng quên nhá, chị và team của chị chắc chắn là sẽ đợi các em ở Hà Nội. Cảm ơn các bạn. Rất là cảm ơn những cái phần chia sẻ rất là ý nghĩa và rất là đúng đắn của chị Hiên.